Để tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng thì mặc định máy móc cho chúng ta một công cụ để sao lưu dữ liệu khá là hay, đó chính là Time Machine. Về chi tiết của ứng dụng đó như thế nào và cách sử dụng ra sao thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong cái clip này. Đây là cái máy tính của mình, thì hiện giờ mình cũng đang sử dụng Time Machine. Thì đây, để các bạn truy cập vào ứng dụng thì các bạn chỉ phải gõ command cách và gõ chữ Time là nó ra Time Machine gợi ý hết rồi. Đây là nó sẽ có rất là nhiều ngày backup của mình. Đây là những cái ngày mà máy nó có tạo bản backup. Thì mình chỉ việc click vào từng ngày, và các bạn có quên dữ liệu gì ở ngày đó thì các bạn chỉ việc kích vào ngày đó và copy lại cái dữ liệu đó ra. Ví dụ như nhé, bây giờ màn hình của mình đang trắng, mình đang xóa trắng dữ liệu rồi, không có cái gì ở màn hình của mình cả. Mình có thể vào đây và kiểm tra vào ngày, ví dụ như ở đây là ngày, đây ví dụ một ngày bất kỳ, xem rằng desktop của mình có cái gì không, không có cái gì. Có một ngày nào đó đây, có một ngày này có ba cái ảnh, đâu rồi. Đây ví dụ như ngày này của mình có mấy cái ảnh ở đây, mình có thể di to ba cái ảnh này về thì nó sẽ trả lại về cái màn hình chính cho mình. Đó, đó là trường hợp mà mình lỡ tay xóa mất ảnh thì mình chỉ việc như vậy thôi. Hoặc là các bạn có để quên ở một folder nào đó thì hoặc là chúng ta có lỡ xóa dữ liệu ở một folder nào đấy, chúng ta nhớ chính xác thì chúng ta phải vào ngày đó chúng ta tìm. Đây để mình làm lại cho các bạn xem. Ví dụ như một folder khác nhé. Đây mình chọn ngày hôm nay rồi. Đây, ví dụ như là trong document xem có cái gì không. Hôm nay nhớ không có cái gì cả. Tại vì trong download chẳng hạn có bốn cái này mà mình muốn gì to nó xuống thì chúng ta chỉ việc bấm gì to là xong. Đó. Về cơ bản là vậy. Còn nếu như mà các bạn để dữ liệu ở chỗ khác hoặc là đấy như trong Maxis HD chẳng hạn, hay là file hệ thống gì đấy mình có lỡ sửa thì mình cũng chỉ việc vào và tìm lại nó thôi. Tìm lại nó và bấm gì to là xong. Đó là một một trong số những tính năng rất là hay của Time Machine. Rồi còn setup Time Machine như thế nào thì đây mình hướng dẫn các bạn. Đợt trước hết các bạn vào System Preference, sau đó các bạn vào biểu tượng của Time Machine dưới cùng đây. Như mình thì mình hay dùng nên mình để tích vào sâu Time Machine lên menu bar để cho nó hiện lên trên này. Rồi sau đó chúng các bạn select vào select backup disk. Rồi đây. Ở đây là mình có một ổ cứng di động đang cắm vào máy, hai ổ cứng mạng. Thì các bạn có thể chọn bất kỳ một ổ cứng nào đó, rồi chúng ta chọn để cho nó backup lên. Ví dụ như mình chọn luôn ổ cứng ngoài đây chẳng hạn này, use disk. Đó, và bên này nó có cái tích là backup automatic. Thì đây, nếu như các bạn bỏ cái này đi, khi nào các bạn muốn backup thì các bạn sẽ lên đây và các bạn bấm backup now. Còn như mình, cá nhân mình hay dùng thì mình để backup automatic. Cái Time Machine này nó có một cái tính năng hay, đó là nó sẽ không backup toàn bộ những cái gì mà chúng ta có, nó sẽ so sánh hai bản backup ngày trước và ngày sau khác nhau cái gì thì nó backup cái đó. Ví dụ như bạn lỡ bạn xóa mất một cái file kia đi thì nó chỉ backup cái phần xóa cái file đó, hoặc là bạn lỡ có down thêm 10 GB phim về chẳng hạn thì nó cũng chỉ backup 10 GB phim đó chứ nó không backup toàn bộ cái hệ điều hành của chúng ta lần nữa. Rồi đó là về setup. Đây các bạn nếu như mà còn còn ở trên thanh công cụ đây chúng ta có những cái này và chúng ta muốn backup luôn thì chúng ta chỉ việc bấm backup now, nó sẽ tự động tính toán toàn bộ dung lượng của cái máy và backup lên. À đây trong này còn có option trong này nữa thì nó có cho chúng ta là backup trong khi dùng pin. Nếu như các bạn tích ở đây thì khi dùng pin nó cũng backup, khi dùng pin mà chúng ta để sleep chẳng hạn thì máy nó vẫn backup. Còn nếu như mà chúng ta không tích vào đây thì chỉ khi nào chúng ta cắm sạc và để sleep thì máy nó mới backup thôi. Và nó có một cái tích ở dưới nữa là khi mà cái ổ cứng nó đầy ấy, thì nó sẽ cái bảng backup đầu tiên đi, bảng backup cũ nhất đi. Thì đây nó mình tích vào đây ấy, thì nó sẽ báo chúng ta biết là khi nào ổ cứng đầy và khi nào nó xóa thì nó sẽ hỏi trước. Còn nếu như mà các bạn không cần thì các bạn bỏ cái tích này đi thì nó tự động nó xóa. Rồi về cơ bản thì setup nó chỉ có vậy. Còn trong trường hợp nếu như mà chúng ta lỡ format mất máy này hay là lỡ xóa trắng máy rồi chẳng hạn thì chúng ta phải làm như thế nào? Đây mình sẽ làm cho các bạn xem. Mình bấm shutdown. Trong trường hợp cái máy của chúng ta đã lỡ xóa trắng toàn bộ thì các bạn bật lên và khởi động lên và giữ phím Command R. Cái này là để vào recovery mode vì mặc định trong recovery mode có Time Machine và có cho phép chúng ta khôi phục lại cái bảng Time Machine cũ. Xin lỗi mình nhầm, là bản hệ điều hành cũ. Ở
Đây là cái giao diện của Recovery Mode. Thì đây, mình vào luôn đi Utility nhé. Mình xóa trắng cái ổ của mình đi nhé. Đây, Show All Device này. Dây luôn cái ổ của mình đi chẳng hạn này. Để đảm bảo rằng không có cái dữ liệu gì ở đây nữa cả. Rồi, mình thoát ra. Đây, mình vào Gtor from Time Machine Backup. Rồi, ở đây thì mình bấm Continue. Ở đây thì máy có nhận ra của mình có hai cái ổ cứng mạng thì nó cho mình chọn, mình phải vào ổ cứng trước xong rồi mới tìm bản backup cho mình. Các bạn chú ý nhé, là ở đây mình đang bắt mạng có mạng wifi nhé thì mới được nhé, còn nếu như mà các bạn không có mạng wifi thì nó cũng không có tìm thấy gì đâu. Đây, ở đây mình có nguyên trong ổ cứng của mình có 3 bản backup của 3 cái máy khác nhau. Đây, mình chọn một bản này, sau đó mình bấm Continue này. Đây, ở đây mình đang chọn vào bản backup của máy mình. Rồi, đây mình vừa mới có những cái ngày backup, full backup gần nhất. Ví dụ như đây mình chọn luôn bằng ngày hôm nay chẳng hạn, hoặc là ngày hôm qua hay gì đấy thì tùy. Ngày hôm nay mới nhất, đây mình chọn Continue. Đó, sau nó sẽ, máy sẽ cho chúng ta chọn luôn cái ổ cứng mình vừa format, mình để tên là Untitled. Thì mình di to vào đó thì toàn bộ cái dữ liệu từ cái bản backup khi nãy của mình ở trên ổ nó sẽ đổ tất về đây. Rồi, các bạn chú ý này, nếu như cái ổ cứng của chúng ta chưa format hay là chưa erase á thì đến bước này máy nó sẽ hỏi chúng ta là khi chúng ta di to này nó sẽ xóa toàn bộ cái dữ liệu cũ của chúng ta đi, bắt buộc đấy. Nếu như mà các bạn chắc chắn rằng các bạn không có lo gì cả thì các bạn bấm erase it, vậy là xong. Đó, toàn bộ dữ liệu chúng ta của mình sẽ được đổ từ cái bản backup kia vào đây. Về việc của mình lúc này chỉ là chờ thôi, không phải làm gì nữa cả. Rồi, về tổng kết lại, Time Machine có cái gì? Thứ nhất là Time Machine cho chúng ta có thể tìm lại những cái file mà chúng ta lỡ xóa, mà nếu như bản backup trước có backup. Và thứ hai là Time Machine cho chúng ta cái gì? Cho chúng ta backup toàn bộ cái máy nếu như chúng ta có lỡ xóa toàn bộ cái máy đi. Nó và Time Machine hay hơn về việc God ở bên máy Win cái gì? Có nghĩa là nó chỉ so sánh giữa hai phần khác nhau để nó backup, chứ nó không backup toàn bộ cái hệ điều hành ra như file God. Và một cái ổ cứng 2T có thể backup một cái máy, có thể backup được một cái máy 500GB rất nhiều lần chứ không phải là chỉ 4 lần như file God ở bên Windows. Rồi, cảm ơn các bạn. Có chia sẻ gì thì các bạn comment bên dưới giúp mình nhé.